Chào các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Top 5 cái loại đồ chơi mà giúp bé có thể phát triển trí thông minh ngay từ nhỏ. 1. Đó là khối hình giúp bé phát triển trí thông minh. Đồ chơi khối hình cho bé phát triển trí thông minh ngay từ nhỏ. Cha mẹ có thể mua các bộ đồ chơi khối hình nhiều màu với đủ hình dáng và kích cỡ làm từ gỗ, nhựa để các con trẻ có thể xếp chồng lên nhau. Đây là những món đồ chơi rất phổ biến đối với nhiều các bé vì trẻ có thể thỏa sức sáng tạo nên cho bé xếp từ mô hình dễ cho đến khó để giúp kích thích sự sáng tạo của trẻ. Thứ hai đó là giấy màu giúp bé phát triển trí thông minh. Xé và dán giấy là trò chơi đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời cho bé phát triển trí thông minh, khả năng sáng tạo, lý thú. Để giúp bé làm quen với trò này thì mẹ hãy thực hành trước rồi cho con học làm theo. Có thể vẽ sẵn hình trên giấy rồi hướng dẫn bé xé theo bức hình đã được vẽ. Khi bé đã quen dần thì hãy để cho con trẻ tự tạo bức hình. Truyện tranh giúp phát triển trí thông minh. Truyện tranh có thể giúp phát triển trí thông minh ngay từ nhỏ. Cha mẹ hãy dành thời gian đọc truyện tranh cho bé mỗi ngày. Trước khi đọc, có thể cho bé xem toàn bộ hình ảnh và yêu cầu bé tự sáng tạo cốt truyện dựa trên hình ảnh. Từ cách làm này thì sẽ giúp cho con trẻ phát triển tư duy. Bên cạnh đó thì khả năng logic cũng sẽ được phát triển. Thứ tư đó là bút màu sẽ giúp cho phát triển trí thông minh của trẻ. Trẻ 2 tuổi trở lên, tuy cầm bút màu chưa thành thạo nhưng thích vẽ, cha mẹ có thể mua bút màu nước cho con. Với món đồ này thì bé có thể tạo ra những bức tranh độc đáo bằng 10 đầu ngón tay. Việc này sẽ giúp kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ cực tốt. Các cha mẹ sẽ sớm nhận ra năng khiếu thẩm mỹ và tư duy của con thông qua các món đồ chơi sắc màu thú vị này. Và hãy chụp lại những bức ảnh tuyệt đẹp của bé bên cạnh những bức tranh này để lưu trữ cho con về sau. Thứ năm đó là đất nặng giúp bé phát triển trí thông minh. Đồ chơi đất nặng cũng được xếp vào những danh sách món đồ có thể phát triển trí thông minh. Nên mua cho bé những món đồ chơi đất nặng đủ màu sắc để con trẻ có thể thỏa sức sáng tạo. Với bộ đồ chơi này thì bé có thể nặng ra bất cứ hình con vật hay mô hình nào mà bé yêu thích. Với việc nặn ra các hình khối, bé sẽ nâng cao nhận thức và rèn luyện sự khéo léo cũng như phát triển trí óc và cách tư duy. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người và hãy để lại quan điểm cá nhân của bạn ngay phía dưới video.